về quê cho đi lúng xịn chơi nè. Đó. Nhóm lên mới được. Cây kéo lên được. Có cây dài dài không? Cây cú. Cứu đi. Nè mày quay. Chạy. Đi ngược lại đi vô đó không được đâu, vô đó là lúng luôn á. Nó dẫn như đầm lầy vậy đó. Đúng rồi, cứu đi. Bắt lấy cái thang ra kìa, bắt ngang rồi leo lên. Bắt ngang qua cây bác đó đó. Đâu có biết. Đây bác qua chạy bắt đây nè. Chạy bắt bên đây nè, bên đây nè, bắt bên đây mới qua mới được. Ông quay mặt không được. Bắt bên đây, bắt qua đó. Chết rồi luôn rồi. Bị đâm lầy rồi. Trời. Rồi, đại gắt xuống. Bác bắt xin xéo bên kia. Gắt lên cái cây, đúng rồi. Cậu em mà bị á, khỏi cứu mày thì dùng cái đường. Dán cú cái dép lên coi. Dán giữ đi dép lại, để thôi chứ không ai thì thọc tay xuống dưới và lấy đi dép được đâu. Bụng đau lắm anh bà. Không có đau nhưng mà nó lúng hoài. Trời ơi, chỗ này lúng nó nhập đầu luôn đó. Nhúc nhích lại lúc hoài. Nằm vậy đó. Trời ơi, má ơi. Thôi bỏ đi dép luôn đi. Đâu? Dép qua vậy? Dép bên kia nhưng mà có dép nặng quá. Rút cái dép lên. Rút nổi. Đứt dép luôn rồi. Bỏ luôn đi. Bỏ luôn đi. Trời ạ. Lên. Lên dứt chi lên cũng được à. Chà chà chà. Trời ơi, má ơi. Đứt luôn. Đứt luôn. Rút lên trên đi. Ồ, nó giúp lạo của ai vậy? Ồ, bỏ luôn đi. Giúp lạo mà. Bị lúng kìa. Mắc lại. Không có, anh ba nằm lên cái cây đi, nằm lên đi. Từ. Chà bên đây sao lấy rồi vậy là nguy hiểm ta, nguy hiểm mà. Hả? Có cái chi nuôi được không? Chứ dạ. Tiêu rồi. Ây da. Rồi anh ba bỏ cái chân nó xuống rồi nấu nữa sao? Bây giờ mới thấy đầm lầy mới là ghê. Thấy lầy chưa? Thấy lầy chưa? Không biết đầm lầy là gì. Đầm lầy đó. Bữa nay là đúng là sập đầm lầy luôn đó. Kêu sập hầm là vậy á. Rồi sập hầm á. Chánh công vậy. Cãi á. Cãi đó. Nè cái cú nè, nãy giờ không cú đâu, cho là tự. Cho thôi bỏ đi dám đi. Bỏ đi dám đi. Bỏ đi nó hư mẹ cha ngồi. Bỏ luôn đi. Bỏ luôn. Bỏ đi dễ rồi. Cút chân lên là bỏ rồi. Trời ơi trời. Tính đâu dép qua không bỏ dép qua ai, bỏ mẹ đi. Đây nè. Quay qua đây. Quay. Ừ. Ghê không? Bây giờ là biết đầm lầy đấy phải không? Trời ơi, biết quê có đầm lầy đó. Bà mẹ ơi. Mày đi lắm á. Rồi đó. Trời ơi. Không có ra cái này đây, lấy nước xịt đó. Bây giờ. Rồi, rồi trả điện thoại nè. Xịn lên xịn điện thoại không đưa chế đưa đi cầm đi. Trời ơi, xịn không à. Quá xịn đây. Đây nè. Xịn nè. Rồi. Má ơi.